Thưa quý vị, thưa các bạn, tuy là tỉnh miền núi, song Tuyên Quang được xem là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến. Bằng các cơ chế chính sách cụ thể, tỉnh đã thu hút những doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào lĩnh vực này. Tỉnh cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất. Những diện tích rừng này giờ đã được cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Đây là hướng đi mới từ sự liên kết giữa người trồng rừng với công ty cổ phần Woodland Tuyên Quang. Với hướng đi mới này, người trồng rừng nâng cao giá trị từ rừng lên 15% so với trước đây. Doanh nghiệp sẽ có được nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ nhu cầu chế biến trên dây chuyền nhà máy ván dăm với công suất 35.000 mét khối một năm. Toàn bộ các sản phẩm sẽ đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Từ khi như là khởi động cụm công nghiệp Thắng Quân, hiện tại thì đã vận hành 3 nhà máy. Mỗi tất cả các nhà máy hoạt động theo mô hình riêng, tùy theo tính chất sản phẩm. Nhưng đối với cả cái ngành chế biến gỗ thì cái việc sử dụng lao động, tạo công ăn việc làm cho người lao động phổ thông là một cái cơ hội rất là lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giày Trung Tai là một trong những doanh nghiệp đã chính thức đưa một số dây chuyền sản xuất tại Tuyên Quang vào hoạt động trong năm 2019. Hiện nay, ngoài 28 dây chuyền may tại huyện Yên Sơn đi vào hoạt động, thì tại huyện Hàm Yên, 60 dây chuyền may cũng được tập trung hoàn thiện. Dự kiến khi hoàn thiện, toàn bộ dây chuyền của doanh nghiệp này sẽ thu hút khoảng 6.000 lao động địa phương. Đây là dự án lớn, sử dụng nhiều lao động, nên tỉnh đã tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sớm hơn dự kiến so với kế hoạch đề ra. Lãnh đạo địa phương đã tạo rất là nhiều điều kiện cho công ty để công ty có thể là xây nhà máy trong cái thời gian ngắn nhất để mình đưa vào đào tạo. Thì bây giờ là theo kế hoạch của công ty ấy, thì là hết tháng 10 năm nay thì là mình sẽ muốn tuyển dụng đủ 800 công nhân để đào tạo thêm ấy. Còn sang năm thì chắc là mình sẽ tuyển đủ 2.000 công nhân, thì theo kế hoạch công ty là như thế. Phát triển công nghiệp là một trong ba khâu đột phá của Tuyên Quang trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Với tiềm năng phát triển công nghiệp rất lớn, tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp xúc tiến, trực tiếp mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm. Nhiều dự án lớn được khởi động triển khai là những kết quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Tỉnh cũng đã và đang khuyến khích đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, phát triển công nghiệp phụ trợ. Với các giải pháp này, Tuyên Quang sẽ đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, kể cả trước mắt cũng như lâu dài. Trong thời gian qua, thì tỉnh đã thu hút được nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến lâm sản, sản xuất hàng may mặc, giày dép xuất khẩu, nhà máy chế biến gỗ công suất 200.000 mét khối trên năm tại huyện Chiêm Hóa, nhà máy sản xuất viên gỗ nén công suất 120.000 mét khối trên năm tại huyện Yên Sơn, 3 nhà máy sản xuất giày dép tại Yên Sơn, Sơn Dương và Hàm Yên với tổng công suất trên 10 triệu đô một năm. Các cái dự án nhà máy thủy điện trên sông Lô và sông Gâm thì với tổng công suất là gần 200 MW. Số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Hiện toàn tỉnh có gần 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Nhiều mặt hàng chủ lực được các doanh nghiệp trực tiếp chế biến, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Năm 2019, Tuyên Quang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng thứ bậc chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư thực hiện các dự án, nhất là các dự án lớn, có công nghệ hiện đại, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.